theo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Như vậy có phải rõ ràng ý của Phật nói là một vị chưa hoàn toàn ly được dục, chưa hoàn toàn ly được ác pháp thì vị đó không thể nào chứng được thiền thứ nhất, chứ chưa nói đến các tầng thiền cao hơn, phải không? Như vậy việc quan trọng nhất của đạo Phật có phải là ly dục ly ác pháp không? Và dục ở đây nên hiểu là tình dục nam nữ hay là các dục tham bám chấp vào mọi thứ. Nếu tình dục thì có thể xuất ly được, còn dục tham bám chấp vào các thứ thì quá khó cho các Phật tử tại gia hoặc thậm chí là các bậc tu hành có thể xuất ly hoàn toàn. Thưa với quý vị đó, cái dục ở đây thứ nhất á, nó là các cái tham dục, tức là những cái sự tham thích hưởng thụ của các giác quan, thì chúng ta gọi đó là tham dục, và đây là cái mà chúng ta cần phải đoạn trừ để chứng được sơ thiền. Một điều chúng ta cần phải lưu ý này là trước hết á, chúng ta phải có giới. Bây giờ đó, quý vị cứ giữ giới, sau đó quý vị thực hành, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Khi quý vị giữ giới rồi đó, giới chúng ta trong sạch, thì chúng ta trong sạch từ thân và khẩu. Và sau đó đó, chúng ta hành thiền để làm sạch dần cái ý của mình. Khi đó đó, việc hành thiền cộng với việc giữ giới, nó sẽ giúp cho chúng ta làm trong sạch dần nội tâm. Và tham dục cũng theo đó mà nó cạn dần. Và khi tham dục nó cạn, tôi nói nó cạn không đúng, mà là tham dục nó bị đè xuống dần. Và khi tham dục nó bị đè xuống sát cho đến khi mình không thấy nó nữa, mà chúng ta gọi là lấy đá đè cỏ, tức là đè cho không thấy đó nữa, thì khi đó đó chúng ta có được đủ điều kiện để gọi là ly dục ha, gọi là ly dục ly ác pháp. Chứ không phải là chúng ta ly dục rồi chúng ta mới hành thiền. Phân biệt giùm sư nha. Tức là mình á vừa hành thiền, trong quá trình hành thiền đó tâm của chúng ta sẽ dần dần ly dục, nó sẽ ly dục từ từ, tâm chúng ta nó sẽ trong từ từ, và khi trong rồi đó thì chúng ta sẽ chứng có cơ, gọi là đủ điều kiện, có điều kiện để chứng sơ thiền ha. Cho nên á là cư sĩ hoặc tu sĩ trên lý thuyết thì đều có thể chứng được sơ thiền, với điều kiện là đầu tiên anh phải giữ giới, thứ hai đó là anh sống đời sống viễn ly, thứ nhất là thân viễn ly, thứ hai là tâm viễn ly, và sau đó đó anh tuần tự, anh thực hành chỉ và quán. Không biết về vấn đề này thì sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì vừa rồi Đức Hạnh Tuệ có diễn giải một cái chi tiết mà thì bản đơn sư cũng rất đồng ý, có nghĩa là cái trong cái đoạn á, trong cái đoạn mình, trong cái đoạn mà nói là ly dục ly bất thiện pháp á, chứng sơ thiện mình phải hiểu, có nghĩa là có hiện thay hiểu cái phải, chúng ta phải hiểu rằng á là trong thịnh đạo mô tả rất là trạng thái, có nghĩa là trạng thái nó đúng hơn, nó đúng thuần tí á, đúng tinh thần kinh điển á, nó chính là trạng thái mà khi mà đạt sơ thiền á, là giống như Đức Hạnh Tuệ nói là đè nén hẳn năm cái chướng ngại, gọi là năm triền cái đó, không? Thì cái trạng thái đó, trạng thái gọi là ly dục ly bất thiện pháp, chứng trú sơ thiền đó. Mà Đại Đức á, Hạnh Tuệ cũng có diễn giải rõ cho quý vị. Còn khi nếu mà mình hiểu ở đây, nếu mình hiểu một cách máy móc á, là mình hiểu là rằng á, là phải ly dục hoàn toàn, thì phải ly dục hoàn toàn nha, rồi mới chứng được sơ thiền, thì cái đó không đúng thưa quý vị, cái đó không đúng.
mà là như Đức Thanh Tạng có dẫn giải, nghĩa là mình ly dục theo một cách tuần tự. Tuần tự là sao? Đó là mình học mình có kiến thức, nghĩa là có cái sự tư duy đúng đắn, rồi xong mình tiến hành đến giới, đúng không? Giới là cái nền tảng à, để mình biết được mình, chính vì giới đó, đúng không? Rồi mình có cái sự ly dục từ từ từ, rồi làm nền tảng, giới làm nền tảng để tu tập định, và khi chứng đắc sơ thiền đó thì mới đạt được cái trạng thái như mô tả đó, là ly dục ly bất thường pháp. Cho nên là Viên Mãn Thiền Sư cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm và cái cách trả lời rất phù hợp với kinh điển của Đức Thanh Tạng điểm này. Cho nên là cái này cũng không có nói gì thêm, tại vì nó cũng vấn đề này cũng rõ, khá rõ ràng. Muốn rõ ràng hơn thì quý vị chịu khó đọc Visuddhi Magga, tức là Thanh Tịnh Đạo. Quý vị sẽ rõ hơn. Xin kết thúc câu trả lời đây. Dạ vâng. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.